Máu đã có đủ trong phòng phẫu thuật. Tủ trữ máu cũng đầy ắp nguồn cung. Nhiều bệnh nhân đang chờ được hồi phục. Những hình ảnh này cho thấy tín hiệu đáng mừng của ngành y tế thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Ngay sau khi Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ gỡ khó được đấu thầu, mua sắm vật tư hóa chất y tế để tiếp nhận sàng lọc máu nhằm cung ứng cho hơn 70 bệnh viện trong khu vực. Thưa quý vị, các bạn, bên trong khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng của bác sĩ khi đã có máu để truyền cho bệnh nhân. Khoa hồi sức tích cực chống độc là nơi điều trị những bệnh nhân nặng, nguy kịch. Phần đông những bệnh nhân ở đây là có chỉ định truyền những chế phẩm về máu. Do đó là cái khoảng thời gian mà nguồn máu bị khan hiếm, thiếu thốn thì bệnh nhân là người phải chịu ảnh hưởng và tập thể nhân viên y tế cũng rất là khó khăn, đau đầu, phải là chật vật xoay sở với việc là làm sao để bệnh nhân được điều trị một cách phù hợp và tốt nhất. Thì sau khi nghe tin mà Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ có cung cấp đầy đủ được nguồn máu thì tập thể nhân viên y tế rất là vui mừng, phấn khởi vì mình có thể điều trị được tốt nhất cho bệnh nhân và tối ưu hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Niềm vui đó không chỉ riêng của y bác sĩ khi đã giảm áp lực điều trị bệnh nhân, mà còn có cả người nhà bệnh nhân sau một thời gian dài hồi hộp chờ máu. Tháng vừa rồi nói thiếu máu trầm trọng thì rất là lo âu, nên thành thử ra cứ sợ là nói hơi rủi ro thì cũng sợ bà đi bất cứ lúc nào nếu không có máu đủ. Trong cái tuần vừa qua thì vô phòng cấp cứu ICU thì mẹ tôi cũng được chăm sóc, cũng được vô là 2 lần máu. Nên tôi cũng rất cảm ơn mọi bệnh viện và mọi người đã cùng chia sẻ với những cái truyền máu cho mẹ tôi. Phía Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ cũng thông tin, bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình là cung cấp máu cho các bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực. Đồng thời, các bệnh nhân, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ mong muốn trong thời gian tới, câu chuyện về máu ở miền Tây sẽ không còn là vấn đề nan giải.